Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu AK-47 Gold Dragon. Mỗi khẩu súng cũng rất là ngon và hiện tại thì đã tuyệt chủng trong shop rồi. Thì các bạn có thể nhìn thôi chứ không còn được chạm và sờ vào em nó nữa. Có tiền cũng không mua được nó đâu. Bây giờ nó đã được liệt kê vào trong sách đỏ của CM Mobile rồi. Chúng ta cần phải bảo tồn và cực kỳ quý hiếm. Anh em bây giờ nếu mà muốn test em nó thì hãy vào shop và mua em nó với giá một kim cương. Đấy, nói hơi bị sai sai nhưng nó là sự thật. Anh em vào mua test ngay ạ, tại vì sau này thì chắc là còn lâu lắm anh em mới test lại được. Hôm nay thì mình sẽ mang thêm 3 quả bom. Bom VIP này thì nó cũng bình thường thôi, chẳng qua ném thì nó hơi 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 đẹp một tí. Đấy, và mang được 3 quả bom vào chế độ zombie. Thế là đủ phê rồi. Ui, tớ bất lực ghê. Nhìn anh tớ thôi là cái cảm giác lúc mà mình cầm zombie mà y một lũ thẩm du là nó sẽ như thế này. Rồi, rồi. Rồi vô cùng thương tiếc báo tin. Chị y tá đã nằm xuống vào 3 giờ chiều nay. Rồi, anh em khẩn thiết là yêu cầu là chị y tá đã tuyệt chủng gần hết rồi. Rồi anh em không nên cận chiến nhiều nữa. Rồi bây giờ chỉ còn một con zombie thôi, hình y tá. Bên trong là cú gai đấy, anh em đừng tin người. Bọn này đâu dễ ấy đâu, rồi đấy có sai đâu, nó biến thành Naruto rồi, VL ạ. Anh em hay gọi đây là Naruto, là nó tại vì nó có cái phân thân chi thuật. Người ta phải sợ mày quá đấy. Lại đây. Này thì phân thân này. Đấy, anh em thấy chưa ạ? Naruto không hơn được Annette, thế thôi. À, phải nằm xuống rồi bởi cận chiến của cây lưỡi lê AK-47. Cái này không phải VIP, tính độc VIP chứ nhỉ? Cái này chỉ là khung vàng thôi mà như thế là ok rồi. Những cái dòng về AK-47 hoặc là những cái dòng khác về Gold Dragon thì nó rất là ngon. Không chỉ ngon về cái sức mạnh mà cái skin bên ngoài mình rất là thích. Mình rất thích về cái set này. Đúng rồi. Tôi nói là dòng này thôi chứ set này thì mình không mang set, tại vì set thì hiếm lắm. Hồi mới ra thì không có mấy người mua, đâm ra là rất là hiếm. Rồi thôi xong rồi. Rồi cái gì đấy lượn với lake. Rồi sau một hồi đảo liên tục thì cuối cùng anh tờ đã vẫn kiếm thêm một người gia nhập team Dubai. Không biết là thanh niên tơ mồi chài kiểu gì mà lại có thanh niên y tá gia nhập. Đèn thế à trời. Y tá ơi, bạn đẹp gái lắm, chưa 18 cơ mà. Qua bên đấy làm zombie làm gì, qua đây làm người với mình đi. Úi dồi, trời ơi. Vãi cả cái gì dưới mông nó ạ. VL, anh em soi kỹ đi ạ. Vãi, y tá cũng có á. Đùa, mình tưởng nhân vật mới có thôi chứ. Rồi bây giờ y tá cũng có nữa là chết rồi. Đây là y tá fake, anh em đừng tin người nhá. Thế như nào tin người là nó lừa tình là chết đấy. Rồi mình sẽ dõi bước và nhìn theo thanh niên đang lạng lách và chống đỡ bởi một bầy zombie. Rồi bạn ơi cố lên nhá, mình chờ bạn biến thành zombie. Rồi chết rồi à. Rồi cảm ơn bạn nhá, bạn đã tăng thêm một phần cơ hội để mình làm hero. Rồi thôi đừng đuổi theo mình có làm gì đâu. Thằng kia cả bạn mà nó lại thấy mặt mình là lại thích thể hiện. Lại đây, tao sợ mày quá đấy. Chị ta ơi, chị nằm xuống rồi, không cần nói nhiều nữa. Rồi cậu này hơi bị khó sấy. Úi dồi, biến luôn đi, cảm giác bất an trong người là cứ biến ngay cho nó chắc chuyện. Ngu gì đâu rồi. Ô không, ai không có ai đuổi theo mình này, chán thế à rồi. Lúc mình biến hero thì lại hết đẹp trai. Lúc đầu thì đẹp trai dữ lắm, nhưng bây giờ ít rồi. Rồi, chỉ có chị y tá là chị ấy hiểu mình, chị ấy thấy mình đẹp trai thôi. Chứ còn lại thì bọn này hết rồi. Ôi dồi, mới nói xong ạ. Y một lũ. Lại đây. Gần đến chị gần chết rồi kìa, tiếc thế. Thiếu tí nữa là mình đã liếm được con y tá này. Khắm thế à rồi. Rồi cầm cây Knuckle 2 VIP cho vui thôi chứ mình sẽ cận chiến chính là AK-47 Gold Dragon. AK-47 Gold Dragon thì sấy hơi bị ấy nhỉ.
Lâu rồi mình chưa cầm AK-47 bên này. Toàn cầm mấy cái khẩu mà nữ tính thôi. Bắn rất là êm ái. Êm ái đến từng viên đạn. Chúng tôi gọi đây là chót. Cầm quái khẩu này nó giật cực. Nhưng mình thích cái skin của khẩu này. Khẩu này cứ nhìn vào cứ nổi bật thôi. Bảo sao? Em đẹp thế mà. Đấy. Rồi lại cái bọn thẩm du lên đồ hàng. Các bạn ơi, quay tay có hại cho sức khỏe. Các bạn nên xuống đi ạ. Úi dồi, quay đầu là bờ. Thế mèo nào, quay đầu là mất cái Cortex. Cortex chỉ tin, tự tin khoe cá tính. Bây giờ em mất cái đó rồi. Thì cá tính đâu nữa mà khoe đây bây giờ. What the fuck? Gì đây, tờ kìa. Thôi tờ ơi, bạn làm mình mất tự tin rồi. Đến ngay nhá, đến ngay và luôn. Úi dồi, đấy lại bật ngay. Biết, thấy mình đoán tài không ạ? Thằng này nó tới gần là nó bật ngay. Này thì bật này. Nó bật cái kỹ năng đặc biệt. Thôi mình té. Không dại gì. Nhây nhây mấy thằng xinh lè xinh lét này. Ôi, bật lực rồi. Tới. Đen cho bạn rồi. Số bạn thì nó chỉ có thế thôi. Chắc còn thoát ra đây mà. Rồi thôi xong rồi. Tớ đã thoát ra. Tạm biệt, vĩnh biệt. Một người anh, một con giòm. Ôi xui. Đèn thế. Rồi cười người cười người người lại cười ta. Khốn lạ. Thế mèo nào, tờ nó AFK. Cái thằng Cương thì nó móc từ sau móc đến á. Nó phải gọi là thông từ đích. Nó thông lên tới mồm. Biết làm sao. Rồi có hero kìa. Thắm thế. Rồi lè nấp vào đây đây. Nấp vào đây. Ơ cái định mệnh nữa. Đùa bố à? Bắn kiểu mắm gì mà nó bắn ác thế? Bọn này chơi dã man thật. Rồi thẩm du bọn này chắc chắn là đã liệt chim rồi. Khẩn thiết yêu cầu hai thanh niên tơ xuống và solo như hai thằng đàn ông. Thế mèo nào? Ở đứng lên đấy. Bắn khôn thế, biết là phải làm sao. Rồi bạn lên đi. Đấy. Phải có thằng lên hướng đạn thì mình sẽ đi theo. Úi dồi ôi, chết rồi. Nhanh quá. Hai thằng này nó bắn tận một phát là một chùm luôn. Hai phát là cứ xác định là đi ngay. Đấy. Thêm phát thứ ba nữa thì là thành bốn phát. Ấy chứ nhầm, phải thêm phát thứ hai ấy nhở. Thêm phát thứ hai là thành bốn phát. Cái kiểu đam x2 như thế kia thì bố thằng nào cũng không lên nổi được. Chỉ có tơ thôi. Mà tơ trận đấy hình như là thoát rồi. Bị mình sấy kinh quá. Nó gặp phải đối thủ quá là... Trời ơi. Khắm thế này. Rồi mình thấy bạn bước vào đây rồi. Nhưng không thấy bạn lên thôi. Tính chơi trò núp tìm với mình ư? Khắm lắm. Không dễ đâu. Rồi lại thằng này. Tao sợ mày quá đấy. Rồi cầm cái khẩu gì đây. Nó sấy nó như thần nè. Lại đây. Đúng rồi. Cái gì đấy? Trời ơi, chơi móc phía sau kìa. Rồi, bạn ơi, bạn sẽ chết. Chết trên chỗ cao nhất. Đâu rồi, xuống kìa. Úi dồi, đường nào cũng chết thôi. Lấp ló cái gì? Rồi, trận này chúng ta phải có hero. Chắc chắn rồi. Úi dồi, nhảy xuống rồi. Đứng trên đấy, không tốt hơn à. Nhảy xuống làm cái gì cho nó mệt người. Này thì nguy hiểm để giết thằng đấy. Giết thằng hero. Đúng rồi. Giết thằng hero. Cái định mệnh thằng nó bắn mình nhở. Đây. Thằng này. Thằng khốn nạn. Giết nó trước. Á đù. Đường nào bạn ơi. Đường nào cưng ơi. Hello cưng ơi. Lại đây nào. Đây. Úi dồi. Quay lại kìa. Ghê vãi. Này thì cận chiến này. Trời. Khó ăn lắm. Mình đâu phải dễ. Con nhà lành. Nhưng có võ đấy. Đừng đùa. Chúng ta sẽ lên trên thùng hàng. Ê chị nhầm, cái này là gì ta? Đường ngang à? Mình méo biết đây là cái tên nó là gì. Rồi. Chơi CFPC cũng ít. Nên méo biết tên gọi là gì. Rồi may quá. Không làm giống bay. Số phận thì nó luôn luôn là đưa đẩy cho nhau. Đấy, ai thằng là thằng đen nhất thì xác định là làm giống bay thôi.
Trời ơi, trận này lại Thẩm Du. Các bác ơi, xuống đi. Quay đầu là bờ. Đừng có lên Thẩm Du nữa. Trời ơi, nó khắm thế hả rồi. Khói cũng không làm gì được chúng nó. Thì thôi, flat này, ăn đi. Xem thơm không nhá, anh em thấy flat thì nên lên để nhanh chóng hết flat. Thì cứ xác định là các bạn sẽ bị ức chế từ đầu trận đến cuối trận trong hiệp thứ 5 này. Thằng Tơ không nhở? Trời ơi Tơ ơi, giờ này mà còn đi nấp, chờ đến lúc nào bây giờ? Nó nấp từ lúc này thì chắc là đến tối mới có hero. Có khi lại không có hero luôn. Và cứ là như thế thôi. Cho dù bây giờ bắn có hết đạn đi chăng nữa thì nó cũng thế thôi. Xong xuống nhở? Sợ cái gì? Mình quay clip lúc nào cũng ghét nhất là những trận cuối. Đờ mờ các thím toàn lên Thẩm Du. Rồi may ra thì cái lỗ, cái chỗ Thẩm Du thì nó lại biến giúp bay thì đôi khi lại rất là hay. Thằng Tơ không nhở? Phải hiếp thằng Tơ mới được. Thằng Tơ thế là không chấp nhận được. Ơ, sao bắn không trúng thế này? Đùa. Thôi xong rồi. Ui, chị tá chị ấy nhìn thấy mình đèn thế. Úi rồi, chết bà rồi. Bật ngay cái giáp. Lượn vào nó thôi. Lượn, nó chạm một giây thôi là đi luôn một tập. Chắc chắn là mình sẽ lên đây và đứng nhìn bọn chúng Thẩm Du rồi. Tơ mà nó như thế này biết làm sao. Đáng lòng. Chúng ta sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Tại vì Tơ nó không có đủ tự tin để có thể lên đấy và hiếp những thằng Thẩm Du. Và chúng ta phải kết thúc clip tại đây thôi. Các bạn xem thì thấy hay, quên like, subscribe kênh của mình nhá. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye. Vẫn top, nhưng top hơi bị đuối. Tại vì trận cuối Thẩm Du quá nhiều.